Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Bí ẩn dợn người về tập tục huyền táng của người dân Trung Quốc. Tập tục huyền táng vốn là một phương pháp mai táng vô cùng đặc biệt, có từ thời cổ xưa và được tìm thấy rất nhiều, nhất là ở Trung Quốc. Những cỗ quan tài có niên đại tới hàng ngàn năm tuổi được treo trên các vách núi treo leo hiểm trở vẫn là một bí ẩn thôi thúc các nhà chuyên gia khảo cổ học đi tìm hiểu. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu tập tục huyền táng được diễn ra như thế nào nhé. Thứ nhất, tập tục huyền táng là gì? Con người chúng ta từ lúc sinh ra cho tới lúc khi lìa đời luôn gắn liền với rất nhiều nghi thức và nghi lễ quan trọng trong cuộc đời của mình. Ví dụ như thành sinh, thành niên, thành thân, thành nghiệp và cuối cùng là trở về với cát bụi. Trong các nghi lễ này, phức tạp cũng thiêng liêng nhất đó chính là nghi lễ đưa con người về nơi an nghỉ cuối cùng khi qua đời. Mỗi dân tộc lại có một văn hóa riêng, cho nên quan niệm về hình thức mai táng người chết thì cũng không có giống nhau. Ngoài các hình thức an táng người chết phổ biến như địa táng, tức là chôn người chết ở dưới đất, thủy táng, tức là thả trôi sông, hỏa táng, tức là thiêu, và điểu táng, tức là cho chim ăn xác chết. Có một nghi thức mai táng cổ xưa rất kỳ bí, gây ra nhiều tò mò với các chuyên gia khảo cổ, chính là tập tục huyền táng, tức là treo quan tài trên vách núi. Huyền táng hiểu đơn giản đó chính là phương pháp chôn cất bằng cách treo quan tài của người đã khuất lên vách núi treo neo. Chữ huyền ở đây có nghĩa là treo, tức là treo quan tài của người chết trên các vách núi dựng đứng cực kỳ nguy hiểm. Huyền quan chính là chỉ các quan tài ở trên vách núi trong phương pháp an táng cổ xưa này. Thứ hai, nguồn gốc của tập tục huyền táng. Tục huyền táng được cho là xuất phát từ một hình thức mai táng đặc biệt của người dân tộc thiểu số Tây Nam Tứ Xuyên Vân Nam Trung Quốc. Trong đó, phổ biến nhất là ở dân tộc Bo. Ngày nay, các quan tài treo trên vách đá được tìm thấy ở các tỉnh Tứ Xuyên, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến. Trong đó nổi tiếng nhất là những quan tài treo trên vách núi của người dân tộc Miêu ở gần sông cách đột Tứ Xuyên Trung Quốc. Người Miêu thường dùng 3 loại huyền quan khác nhau. Loại thứ nhất dựa vào những vách núi kín gió, bên dưới có sông suối chảy quanh. Người dân tận dụng khe hở trên vách đá để có thể cắm các cọc gỗ làm giá đỡ cho quan tài. Do đó, các quan tài ở đây thậm chí có lịch sử từ vài trăm năm. Loại huyền quan thứ hai là các quan tài gỗ được đặt trong động do người Miêu dùng đục đá để tạo thành từ các ngọn núi đá vôi. Và loại thứ ba chính là quan tài được đặt ở trong các hang động tự nhiên. Người Miêu ở Tứ Xuyên kể rằng, khoảng vài chục năm trước, trên các vách núi đá nơi họ sinh sống có đến vài trăm chiếc huyền quan. Tuy nhiên do một trận bão lớn đã quét đi gần hết khu di tích ghi dấu ấn độc đáo này, hiện nay chỉ còn vài chục chiếc huyền quan vẫn đứng vững vàng trên vách núi, thách thức các nhà khoa học về câu chuyện huyền bí của người xưa. Người Miêu hiện nay không còn dùng tục lệ cổ xưa này nữa và cũng chưa có lời giải thích xác đáng cho việc an táng kỳ quái này. Huyền táng cũng là một nghi lễ chôn cất truyền thống đã tồn tại hàng nghìn năm của người dân vùng Sagada, Philippines. Sau khi có người qua đời, gia đình đặt xác chết vào một trong chiếc quan tài và mang đến hang động để có thể an táng. Nhưng thay vì được chôn cất dưới đất như cách làm thông thường, những chiếc quan tài này được đem treo trên vách núi trong hang động. Người dân ở vùng này quan niệm rằng những chiếc quan tài được treo trên vách núi đá dựng đứng để người thần đã khuất có thể được ở gần thượng đế tổ tiên của mình hơn. Qua năm tháng, do sự ảnh hưởng của thiên nhiên, những chiếc quan tài cũ kia dần bị gió, nắng, sương bao mòn khiến nó bị hỏng và rơi xuống. Khi đó người ta lại đặt chúng vào những vị trí thấp hơn. Hầu hết quan tài khi mới thì có kích thước lớn, màu sắc sặc sỡ hơn những chiếc cũ. Và không chỉ có ở Philippines, tục treo quan tài trên vách núi cũng được phát hiện ra ở bộ tộc Toraja thuộc đất nước Indonesia. Tại đây, các cỗ quan tài được treo bằng những sợi dây thừng dưới đất
là rất nhiều mảnh xương và những sợi dây thừng cũ, mảnh vỡ quan tài bị mục nát rơi xuống khi trải qua sức tàn phá của thời gian. Và không chỉ có ở Trung Quốc, Philippines, Indonesia, tập tục huyền táng cũng tồn tại cả ở Việt Nam. Tại Việt Nam, một số di tích còn sót lại cũng tiết lộ tục huyền táng dường như cũng đã từng xuất hiện ở nước ta. Vào năm 2007, người dân phát hiện nhiều cỗ quan tài cổ nằm treo leo trên đỉnh núi cao chót vót tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bên trên chân núi Phà Dần chính là hang động Phà Dần, rộng lớn, sâu gần 20m và có nhiều hang nhỏ. Bên trong hang có hơn 30 bộ quan tài nằm lộn xộn, không còn nguyên vẹn do thời gian và cũng như do sự xâm hại của con người. Các quan tài ở đây đều được làm bằng cây gỗ to, đủ loại, chẻ đôi và ghép lại. Cứ hai miếng ghép thành một bộ quan tài. Bên trong cây gỗ sẽ được khoét rỗng để có thể đặt thi thể người chết vào bên trong. Người dân nơi đây cho biết trên đỉnh Phà Dần còn nhiều hang động cũng có quan tài cổ và hầu hết đã đều bị mục nát nằm ngổn ngang khắp từ cửa hang vào sâu tới bên trong. Sự việc này đã gây sự chú ý tò mò trong dư luận. Giới khoa học, nhà nghiên cứu và cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa thể lý giải ai là chủ nhân của những bộ quan tài này và làm cách nào để có thể đưa người ta lên tận trên đây để mai táng. Thứ ba, tại sao người chết lại chôn ở trên vách đá? Cách lý giải hợp lý nhất được cho là người dân tộc Miêu Trung Quốc quan niệm rằng vách núi hay hang động trên cao là nơi yên tĩnh lại cách biệt, cho nên rất thích hợp để các linh hồn có thể được yên nghỉ. Hơn thế nữa, từ trên cao người chết có thể ngắm nhìn trời xanh, sông núi một cách rất thoải mái, sống tách biệt với sự ồn ào của nhân gian bên dưới. Đó là lý do nhiều địa phương vẫn còn gọi nơi huyền táng bằng các danh xưng mỹ miều như tiền thất, tiên hàm hay tiên đài. Người ta còn tin rằng các quan tài khi được huyền táng ở những nơi hiểm trở thì sẽ không lo bị phá hoại, không bị thú dữ tấn công, không bị nước ngấm, không bị thối rữa. Như vậy thi thể người chết sẽ được mãi mãi bảo lưu. Chính vì thế, vị trí đặt quan tài càng cao càng thể hiện sự tôn kính với người đã khuất. Cho nên những bậc trưởng bối, bồ lão, già làng, người có chức sắc khi mất đi đều được đặt ở trong những cỗ quan tài tốt nhất và ở độ cao tốt nhất. Ngược lại với thường dân, người bị phạm tội, kẻ bị ghét bỏ thì khi chết đi chỉ được chôn ở những vị trí thấp dần. Thêm một cách giải thích nữa cho hình thức huyền táng này là do người xưa không có nhiều đất để có thể canh tác, chứ nói đến gì đất để chôn người đã khuất. Đất đai quá ít cho nên người dân đang nghĩ ra cách an táng người chết bằng cách đưa quan tài lên vách núi. Những người già ở các bộ tộc chỉ ra 4 cái lợi của huyền táng bao gồm: thứ nhất, ngăn không cho kẻ thù hủy hoại quan tài; thứ hai, ngăn cản dã thú ăn xác người chết; thứ ba, nhiệt độ trên núi thường thấp, đặc biệt quan tài để trong hang động thì rất khó bị phân hủy; và cuối cùng là để tiết kiệm đất canh tác. Mặc dù cho tới ngày nay tục mai táng trên vách núi không còn nữa, nhưng tang lễ của những người già trong dân tộc Miêu vẫn còn nghi thức mô tả phong tục có từ hàng ngàn năm trước này. Cụ thể trong tang lễ sẽ có 4 con ngựa khỏe mạnh bị giết để chôn theo người chết, cùng với những vật dụng dùng trong chiến đấu như yên ngựa, đao, cung tên, mũ chống tên được bện bằng tre và tấm vật liệu huyền bí. Sở dĩ có những vật dụng đó là vì người Miêu rất coi trọng chiến đấu, do thời xa xưa họ đã từng phải giao chiến rất ác liệt với các bộ tộc khác để giành chỗ đứng. Chiến thuật của người Miêu dựa nhiều vào ngựa, thế nhưng ngựa chiến khi xưa của họ lại chạy không nhanh. Vì thế trong tang lễ, người ta coi việc cho 4 chiến mã bồi táng là cách để giúp người đã khuất sẽ mạnh mẽ hơn khi ở bên thế giới bên kia. Thứ tư, làm thế nào để treo quan tài lên vách núi? Một câu hỏi được đặt ra là người xưa tại sao có thể treo các cỗ quan tài nặng trên vách núi là một câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người. Vách núi nơi có huyền quan thường dựng đứng, độ cao hàng vài trăm mét, phía dưới lại có sông, suối, kinh rạch chảy qua. Với một địa hình hiểm trở như vậy, người xưa rốt cuộc đã treo quan tài bằng cách nào? Sau rất nhiều năm nghiên cứu, các nhà chuyên gia khảo cổ học của Trung Quốc cũng chỉ có thể đưa ra những câu trả lời mang tính phỏng đoán về cách người Miêu đã làm như sau. Thứ nhất,
người Miêu đã khoét núi, làm đường. Sau khi đã đặt quan tài lên vị trí cần thiết thì lập tức phá hủy con đường đó đi, khiến cho người ngoài không thể tới được chỗ quan tài được treo. Thứ hai, ban đầu người Miêu đặt quan tài vào vách núi, xong rồi mới khoét dần đất ở xung quanh cho tới khi chiếc quan tài được đẩy lên ở độ cao vài trăm mét. Thứ ba, người xưa dùng thang gỗ hoặc là xa lô, một loại tháp di động có bánh xe gắn ở bên dưới, phần bên trên thì có thể chứa được khoảng chục người để có thể di chuyển quan tài tới vị trí cần treo. Tuy nhiên, ba cách lý giải nêu trên đều bị cho là không thuyết phục. Gần đây nhất có thêm một cách lý giải có vẻ hợp lý hơn nhưng cũng nhuốm màu huyền bí, đó là người Miêu xưa có kỹ thuật leo trèo trên các vách núi đá rất cao siêu, do cuộc sống thường ngày thì phải leo núi để hái thuốc, tìm tổ yến. Lâu dần, kỹ thuật leo núi của người Miêu truyền từ đời này sang đời khác. Khi có tang lễ, công việc treo quan tài lên vách núi sẽ được giao cho người có kỹ thuật leo giỏi nhất, được gọi là người nhện. Người nhện này sẽ tách từng mảnh gỗ của mảnh ván quan tài ra rồi leo lên núi, nắp ráp vào vách núi. Đương nhiên, trước đó mọi người đã chọn địa điểm kỹ lưỡng và chuẩn bị những điều kiện cần thiết như đóng sẵn các cọc làm giá đỡ. Sau khi mang hết các mảnh quan tài lên, người Miêu mới ghép hết tất cả chúng lại và tiến hành vận chuyển xác chết lên bên trên, đặt vào bên trong rồi đóng nắp quan tài. Tuy nhiên, qua các cuộc kiểm chứng, người nhện cao thủ nhất của Miêu tộc cũng chỉ có thể leo lên vách núi cao khoảng 30 mét. Vậy thì những huyền quan nằm ở độ cao cả trăm mét kia thì sao? Lúc này, người ta chỉ đành lý giải rằng do biến động địa chất khiến núi cao dần, đồng thời nâng các cỗ quan tài lên cao hơn so với vị trí cách mặt đất khoảng vài chục mét ban đầu. Tóm lại, các cỗ quan tài treo trên vách núi cao cho tới nay vẫn là một điều bí ẩn với các chuyên gia khảo cổ trên thế giới. Các bạn đã được lắng nghe video những bí ẩn rùng rợn về tập tục huyền táng của người dân Trung Quốc của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!